Xin chào anh chị và các bạn, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong video này. Và bài học này thì tôi sẽ nói một chút về xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên Internet và trên Facebook, được chưa? Ở trong tiếng Anh thì người ta gọi là personal branding, tức là xây dựng thương hiệu cá nhân. Trước đây thì thương hiệu người ta chỉ nói đến thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu của hàng hóa, của sản phẩm. Thí dụ như là Apple, đúng không ạ? iPhone, Coca-Cola, Pepsi, rồi thì Toyota, Honda, vân vân. Nhưng bây giờ thì khi mạng xã hội phát triển trong khoảng 5 năm lại trở lại đây thì người ta rất chú trọng đến thương hiệu cá nhân. Các bạn biết đấy, một cái doanh nghiệp mà có một người CEO mà có thương hiệu cá nhân mạnh thì doanh nghiệp đó cũng rất là phát triển, đúng không ạ? Ví dụ như là CEO của những cái tập đoàn lớn, CEO của những công ty lớn, họ trở nên nổi tiếng, họ trở nên có những cái hình ảnh rất là sắc nét trong công chúng, họ nhận được cái sự yêu mến thì công chúng cũng như là khách hàng rất là yêu mến cái thương hiệu về sản phẩm. Chẳng hạn như là tên tôi là Phan Anh, đúng không ạ? Tôi là CEO của một công ty có sản phẩm là sản phẩm A, đúng không ạ? Vậy thì họ biết tôi thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận sản phẩm A, và ngược lại thì họ yêu tôi, họ quý tôi thì họ cũng rất là dễ dàng yêu quý cái sản phẩm A đó. Đấy là tôi nói là cái ý nghĩa. Và thực tế hiện nay ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới thì cái thương hiệu cá nhân rất là quan trọng đối với mỗi người. Thì trong cái chương trình hướng dẫn về bán hàng, về kinh doanh, về kiếm tiền ở trên mạng Internet bằng các cái công cụ online như là Facebook, như là Zalo, Instagram hay là YouTube, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nói chuyện một chút về xây dựng thương hiệu cá nhân. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần biết là thương hiệu cá nhân là gì, đúng không ạ? Thì đó chính là những cái thương hiệu, đó là cái đặc tính, đó là những cái nội dung, đó là những cái suy nghĩ, những cảm xúc khi mà một ai đó nghĩ về một ai đó khác, đúng không ạ? Ví dụ anh A nghĩ về anh B đó. Trên mạng người ta sẽ nói chuyện với nhau như thế này: mày có biết ông Phan Anh không? Ông Phan Anh ông là chuyên gia về marketing, ông là chuyên gia về digital, ông là chuyên gia về online, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Hay là ông này cũng là chuyên gia hàng đầu về Facebook, chuyên gia hàng đầu về bán hàng online rất là kinh khủng, ví dụ như thế. Ông ấy nói chuyện rất là hay, ông ấy có nhiều học viên, ok, rất nhiều những cái thông tin bổ sung như vậy, thì cái đó nó là những cái đặc tính để thể hiện cho con người, thể hiện cho cái hình ảnh, đó là thương hiệu cá nhân. Thế thì có rất nhiều người khác, đúng không ạ? Tôi không muốn nói về riêng tôi, nhưng có rất nhiều người khác thành công hơn tôi rất nhiều lần, hàng chục lần, hàng trăm lần, đúng không ạ? Ví dụ như là CEO của Vinamilk, đúng không ạ? CEO của TH Chumilk, CEO của Vietjet Air, vân vân, rồi thậm chí là những cái tập đoàn như Vingroup, chúng ta sẽ nghe thấy có thể là CEO của họ không bao giờ xuất hiện, đúng không ạ? Rất là kín tiếng nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta rất là yêu quý họ và chúng ta cảm thấy tôn thờ, chúng ta cảm thấy có một cái gì đấy mỗi khi mà họ phát biểu, nó sẽ trở thành một cái biểu tượng, nó sẽ trở thành một cái xu hướng. Đấy chính là cái ý nghĩa của personal branding, đúng không ạ? Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cái quy trình như sau nhá. Thứ nhất, các bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân thì các bạn cần phải xác định bạn là ai, đúng không ạ? Và bạn muốn trở thành ai, trở thành người như thế nào trên mạng xã hội. Người ta có câu nói là hiện nay là mạng xã hội là một công cụ, một nhóm các công cụ cho phép các bạn có thể trở thành bất kỳ ai các bạn muốn, đúng không ạ? Các bạn có thể trở thành một YouTuber, các bạn trở thành một gamer, đúng không ạ? Các bạn trở thành một người best seller, trở thành hot dancer, đúng không ạ? Rồi thì các bạn có thể trở thành một chuyên gia về đào tạo như tôi, đúng không ạ? Một chuyên gia hàng đầu về digital marketing. Các bạn có thể một chuyên gia hàng đầu về nuôi dạy con cái, về giữ gìn hạnh phúc gia đình, một ông trùm về mỹ phẩm, đúng không ạ? Một bà trùm về bất động sản. Có rất nhiều cách để có thể làm được nhiều như vậy, đúng không? Đầu tiên là chúng ta phải xác định là chúng ta muốn trở thành ai, chúng ta muốn xây dựng hình ảnh đó như thế nào. Chúng ta phải trả lời cho câu hỏi này, viết ra giấy nha, viết ra giấy. Bây giờ các bạn đang không biết mình là ai, các mình đang bán mỹ phẩm, mình đang bán thời trang, thì mình phải trở thành một chuyên gia về mỹ phẩm, chuyên gia về làm đẹp, đúng không ạ? Một người chuyên đi giúp đỡ người khác thành công trong lĩnh vực làm đẹp, thì đó chính là cách chúng ta sẽ định vị, được chưa ạ? Vâng. Và chúng ta muốn trở thành người như thế nào? Có rất nhiều cái sự nổi tiếng đến trong một đêm nhưng cũng sẽ bay đi trong một đêm. Người ta gọi là easy come thì easy go, đúng không ạ? Dễ đến thì dễ đi. Ví dụ như tôi nói thí dụ rằng
Ví dụ như tôi là tôi có thể là live stream, tôi cởi trần, tôi xăm trổ, tôi làm những cái chuyện là rất là kinh khủng, chém gió, chửi bới, rồi thì tôi live stream chửi, vân vân. Thậm chí là nếu là tôi là nữ, đúng không ạ, tôi có thể live stream sexy bằng những cái hình ảnh rất là nóng bỏng, và hoặc là những cái cách mà rất là phản cảm, thì có thể view của tôi rất là cao trong vòng một ngày hai ngày, có thể lên tới hàng trăm nghìn view, có thể lên tới hàng triệu view. Chuyện đó là trên mạng xã hội chúng ta đã thấy có rất nhiều. Thế nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ lại chìm ngay, và chúng ta nhận được những cái dư luận rất là trái chiều, rất là tiêu cực, thậm chí chúng ta có thể bị khủng hoảng. Thế thì câu chuyện được đặt ra là chúng ta muốn gì, đúng không ạ? Cách thức chúng ta xây dựng như thế nào? Bao giờ cũng thế, nếu mà chúng ta làm chậm thì nó sẽ chắc, chúng ta làm sạch thì nó sẽ lâu. Ví dụ như tôi là một giảng viên đại học, tôi xây dựng hình ảnh tôi là một chuyên gia có kiến thức, nói chuyện rất là hay, tư vấn cho các bạn rất tuyệt vời, thì chắc chắn rằng là cái lượng người yêu thích tôi nó sẽ rất là thấp, sẽ rất là chậm, đúng không ạ? Cái lượng theo dõi cũng rất là ít, khác với showbiz, khác với cầu thủ bóng đá, khác với những cái hình ảnh cô gái hở hang sexy, ví dụ như vậy, đúng không? Tôi không có ý là phản đối cái hình ảnh sexy hay là phản đối cái hình ảnh hở hang, nhưng tôi nói là ở đây tôi đang bàn cái chuyện là cách chúng ta lựa chọn, cách chúng ta lựa chọn nha. Chúng ta lựa chọn những cách mà càng bùng nổ nhanh thì chúng ta sẽ có thể là sẽ có những cái sự mất mát, sự đau thương, và chúng ta phải chấp nhận những cái trái chiều, đúng không ạ? Ví dụ những cái case study như là Lệ Rơi hay là Kenny Chang, những cái case study đấy là rất là nổi tiếng ở trên mạng, hay Bà Tưng đó, thì nổi rất là nhanh, lượng theo dõi rồi lượng view vô cùng kinh khủng, nhưng mà đổi lại thì chúng ta thấy rằng là cũng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, rất là phải suy nghĩ, đúng không? Và thực tế những người mà xem video này của tôi không chắc rằng các bạn đã có đủ tinh thần thần kinh thép, đúng không ạ, đủ cái trái tim mà lạnh để có thể làm được cái điều đó, khi mà hàng ngày cộng đồng vào sẵn sàng chửi bới, sẵn sàng lăng mạ, sẵn sàng xì vả bạn, đúng không? Cái gì cũng có hai mặt, vấn đề là chúng ta chọn cách nào. Thì tôi thì vẫn ưa thích rằng là chúng ta nên làm sạch sẽ, làm cẩn thận, làm từ tốn, làm chuyên nghiệp, và chúng ta đi theo một cái cách này. Đó là con người của chúng ta, chúng ta không thể làm khác đi được, chúng ta không thể gồng mình lên, đúng không ạ? Chúng ta làm những cái điều mà không phải là inside, tức là bản sâu bản chất bên trong chúng ta. Chúng ta lại đi sống ảo, chúng ta muốn thế này muốn thế khác thì rất là khó để chúng ta có thể thành công được, đúng không? Rồi, bước thứ nhất là xong nhá, chúng ta phải xác định, sau đó chúng ta sẽ xác định cái lợi thế của chúng ta, đúng không? Bước thứ hai là xác định cái lợi thế về mặt chuyên môn, sở trường, sở đoản. Đấy, ví dụ như bạn nhiếp ảnh đẹp thì bạn hãy xây dựng bạn là một photographer. Thế nhưng một photographer vậy làm thế nào để thành công thì cũng phải có rất nhiều những cái sản phẩm đột biến trên thị trường. Bạn là một cái rapper thì bạn cũng phải có những cái bài hát rất là hay, đúng không ạ? Nhưng đơn giản bạn là một sinh viên, đơn giản bạn là một người bán hàng mỹ phẩm thì tôi không biết là bạn sẽ làm gì. Bạn là một người bán thực phẩm chức năng, đúng không ạ? Thì bạn hãy xây dựng bạn trở thành một cái cầu nối, một cái người mà rất nhiệt huyết, rất đam mê, rất chuyên sâu, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng nhiệt tình mọi thứ để giúp người khác thành công trong lĩnh vực mỹ phẩm, thành công trong lĩnh vực thời trang, thành công trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, rồi trong lĩnh vực đồ ăn, thức uống, vân vân. Bạn có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó, được chưa? Phải xác định cái chuyên môn, trau dồi cái chuyên môn đó. Nếu như mình chưa có chuyên môn thì mình phải học, học thật nhanh, học thật nhiều, học ngày đêm nhá, học mọi thứ, bởi vì bây giờ sẽ cần nhiều thứ hơn ngày xưa rất nhiều. Các bạn nghĩ rằng là bán được hàng chỉ cần có các sản phẩm là xong, đăng hình lên là xong, nhưng đăng thế nào cho đẹp, viết thế nào cho nó hay, live stream như thế nào cho nó tốt, đúng không ạ, câu view như thế nào cho nó hay, chơi game gì, rồi thì mình phải tư vấn về làm đẹp, mình phải chăm sóc khách hàng. Chúng ta thấy rằng là có quá nhiều kỹ năng để chúng ta bán được một sản phẩm, đúng không ạ? Và tất nhiên nếu mà các bạn đang theo dõi video này thì các bạn biết rằng tôi có đầy đủ các kỹ năng để hướng dẫn cho các bạn, từ Facebook, Zalo, YouTube, Google, sell email, xây dựng thương hiệu cá nhân, kinh nghiệm sale, rồi khuyến mại, rồi khởi nghiệp bán hàng trên internet, làm CV, làm thương hiệu, viết bài PR, đúng, vân vân, đều có thể làm được. Đó. Bước thứ ba, đúng không ạ? Bước thứ ba là chúng ta phải làm thương hiệu cá nhân của chúng ta bằng cách là chúng ta phải có bộ nhận diện thương hiệu, đúng không? Ví dụ như trong sản phẩm, các bạn thấy đấy,
Apple có quả táo, sau đó có slogan là different, đúng không ạ? Vâng, khác biệt, đấy, think different, nghĩ khác, đúng không? Thế thì chúng ta hãy học cái cách doanh nghiệp làm thương hiệu cho sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thương hiệu cho chính chúng ta, hoặc là cao cấp hơn nữa, chúng ta có một ekip nó sẽ làm cho chúng ta. Ví dụ như là một cái diễn giả rất nổi tiếng ở trên mạng, họ có một công ty chuyên làm cho suốt ngày đăng những cái bài tào lao chí khiên, những cái bài cộng đồng người ta thích, hoặc là những cái bài chuyên sâu, những bài đánh vào trái tim, rất nhiều các cái nội dung, đúng không ạ? Để câu view, để thu hút, để làm sao tăng được lượt share, viết những cái câu nói ở trên mạng nổi tiếng, kiểu như là tuổi trẻ như là một cơn mưa rào, đứa nào ngu thì đứa ấy chết, viết ra những cái câu như vậy. Thế thì cộng đồng sẽ rất là thích. Các cái chủ đề nó ăn theo các cái hot trend rất đa dạng, từ hay, từ tích cực, cho đến từ vui, từ bậy bựa đều có thể được. Đấy, thì nó phụ thuộc vào cái hình ảnh đó. Mình xây dựng, lựa chọn cái hình ảnh của mình là gì, có logo hay không, đúng không? Có slogan hay không, phông chữ là gì, bài viết, đấy, công việc, công ty, thì chúng ta sẽ có thể làm thương hiệu. Thậm chí ví dụ như cái áo bạn mặc, có những người người ta chuyên mặc áo màu xanh, có người chuyên mặc áo màu đỏ, có người chuyên mặc áo kẻ, có người chuyên đi mặc quần jean. Ví dụ như là CEO của Facebook, đúng không ạ? Chuyên mặc quần jean, đi giày thể thao và một cái áo thun không cổ màu xám. Anh ta có 20 chiếc áo như vậy và nó trở thành thương hiệu, đúng không ạ? Trở thành thương hiệu. Hay như tôi, trong cái series này, tôi sẽ mặc áo sơ mi cộc màu hồng. Tôi có một series cái áo như vậy. Các áo đều khác nhau nhưng mà có chung một điểm màu hồng. Đấy. Thì tất nhiên các bạn có thể các bạn thích hoặc không thích cái màu đó, không quan trọng. Quan trọng là bạn liên tục phải nhồi vào đầu người đối diện với bạn, à, đây là khi nhận ra anh ta, nhận ra cái áo anh ta mặc, nhận ra cái phong cách anh ta nói, nhận ra cái cách đầu tóc, cách trang phục, ok. Chứ còn hôm nay xanh, ngày mai đỏ, ngày kia tím, ngày kia vàng thì chip, không có nhận diện, đúng không ạ? Có một cái hình ảnh xuyên suốt, có một cái logo, có một cái slogan, cái phông chữ xuyên suốt thành nhà chúng ta, là chúng ta có thể thuê thiết kế nha. Nếu như các bạn cần thì tôi có thể thiết kế cho các bạn một cái bộ logo thương hiệu để dành riêng cho cá nhân chúng ta, avatar và rồi ảnh bìa, chúng ta phải thiết kế làm sao người ta vào phát này, ta nhìn một cái là thấy đúng đây là một người có cái chuyên môn và người ta làm cái nghề gì, được chưa ạ? Bước thứ tư là chúng ta phải xây dựng hệ sinh thái internet để làm cái thương hiệu cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta có rất nhiều các loại mạng xã hội, đúng không ạ? Có Facebook, trong Facebook thì có profile, có group, có fanpage, đấy, có chạy app, rồi có livestream, chúng ta tận dụng hết tất cả các tính năng. Chúng ta có YouTube, có Zalo, có Instagram và các cái OTT khác, có website cá nhân. Ví dụ như là tôi có là gì ạ? Facebook là Phan Anh này, Zalo là Phan Anh này, website là pamarketing.vn này, kênh YouTube là PA Marketing, vân vân, tôi có đủ các cái bộ như vậy, thì tôi gọi nó là hệ sinh thái internet. Thậm chí các bạn cũng có thể sử dụng LinkedIn, Twitter, đúng không ạ? Tất nhiên ở Việt Nam thì nó kém hơn một chút, đúng không? SlideShare, rồi thì Pinterest, rất nhiều, rất nhiều. Và có các công cụ như vậy thì các bạn phải đưa nội dung lên, đẩy nội dung lên. YouTube các bạn phải có hàng trăm video, website các bạn phải có hàng trăm bài viết chất lượng. Facebook các bạn phải có hàng chục bài viết, hàng chục buổi livestream. Các bạn đi đâu làm gì các bạn phải đều phải đăng hình lên rất là đẹp, đúng không ạ? Viết bài rất là hay, bài càng chia sẻ nhiều càng tốt, bài càng cảm nhận nhiều càng tốt, đúng không ạ? Đấy. Thế rồi bước số 5 là chúng ta sẽ phải gia tăng lượng kết bạn, gia tăng lượng theo dõi, gia tăng lượng chia sẻ, gia tăng lượng cung cấp các bài viết, các hình ảnh, các video, các đường link. Chúng ta gọi nó là content, tức là nội dung số đấy ạ. Vâng, chúng ta liên tục chia sẻ như vậy. Và những bài viết đấy phải hướng tới một cái cách mà xây dựng thương hiệu mang tính xuyên suốt. Ví dụ bạn là chuyên gia làm đẹp thì bạn phải viết các bài về làm đẹp. Bạn là chuyên gia về marketing, bạn phải viết các bài về marketing, kinh doanh, sale liên tục, đúng không ạ? Bạn phải thể hiện quan điểm của bạn ở trên báo chí, trên truyền hình. Ví dụ như tôi cũng thường xuyên lên truyền hình, thường xuyên viết báo chí. Đó, đấy là cách chúng ta xây dựng thương hiệu, có đúng không ạ? Vâng. Chúng ta sẽ phải vào phát triển nội dung, bài viết, hình ảnh, video, vân vân trên các cái nền tảng chúng ta đang nói, và chúng ta chia sẻ, chúng ta tương tác với khách hàng, tương tác với bạn bè. Ví dụ như họ viết cái gì đó, đúng không ạ? Mình vào mình bình luận thì mình tranh luận với họ, và những người khác, bạn bè của họ sẽ nhìn thấy mình, và đó chính là cách mà bạn sẽ
được kết bạn, cách bạn kết bạn đúng không? Hoặc là trên group có một cái vụ việc, có một cái người người ta kêu gào cái chuyện này chuyện khác, hay là người ta khóc lóc cái chuyện này chuyện kia, hay là người ta đăng một cái niềm vui lên, thì chúng ta vào chúng ta chia sẻ, chúng ta thể hiện quan điểm của chúng ta, thì những người khác người ta sẽ nhìn thấy, người ta kết bạn với bạn, cứ dần dần như vậy. Thậm chí mình phải xây cả một group của riêng mình, mình phát triển cả một group của riêng mình, có đúng không ạ? Phát triển cái fanpage của riêng mình cũng rất là tuyệt vời. Và bước số 7, bước cuối cùng đúng không ạ, là chúng ta phải lắng nghe, phải chia sẻ, phản hồi, trao đổi, bình luận qua lại, tương tác qua lại rất nhiều, bày tỏ ý kiến, quan điểm đa chiều một cách tích cực, có hiểu biết đúng không ạ, có chuyên môn. Phản hồi thì nhanh chóng, sâu sắc, chính xác, tinh tế và tránh những việc tranh cãi, được chưa? Chúng ta hãy phản hồi để làm sao mà câu chuyện sẽ tiếp tục, câu chuyện sẽ tiếp tục, trò chuyện không phải nó hỏi anh là fan anh à, ừ hết, anh sinh năm bao nhiêu, 8x hết, anh quê gì, ABC hết, mà chúng ta sẽ trò chuyện theo cách mà anh fan anh sinh năm bao nhiêu đúng không ạ, anh sinh như thế này, anh ở đây lớn lên như thế này như kia, anh rất là như thế này thế khác, cảm ơn em rất nhiều, vân vân. Thì cái câu chuyện nó sẽ trò chuyện để làm sao mà gọi là nói chuyện với nhau để có chuyện mà nói. Đấy, mình tiếp tục, thế thì họ sẽ tương tác qua lại, thì như vậy bài của mình view nó mới tốt các bạn nhé. Đấy, hoặc là mình cũng phải học thêm một chút về làm web, làm SEO nữa, SEO web, SEO YouTube, SEO fanpage rất là tuyệt vời để người ta tìm thấy mình. Thì đó là một số những cái bước cơ bản để xây dựng thương hiệu cá nhân. Và trong cái quá trình mình live stream, quanh quá trình mình bán hàng, mình liên tục nhắc khách hàng kết bạn với mình, theo dõi mình, mà mình tương tác với khách hàng liên tục, họ đăng hình mình gì lên mình cũng vào mình like, con họ đi chơi họ mình vào mình khen đúng không ạ, họ ăn tối ở đâu mình vào mình khen, rất là tuyệt vời. Và ngược lại mình cũng bảo họ tương tác với mình, đó chính là cách mà mạng xã hội vận hành, cách mà Facebook vận hành và cách mà chúng ta sẽ bán hàng, được chưa ạ? Thì vừa rồi tôi hướng dẫn 7 bước để các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân một cách sơ lược, được chưa ạ? Trong quá trình các bạn bán hàng, trong các quá trình các bạn live stream thì các bạn cứ làm như vậy giúp tôi. Và cái hình ảnh các bạn xuất hiện nó phải nhất quán, hình ảnh xuất hiện nó phải đẹp, nó phải nghiêm túc, nó phải phù hợp với cái định vị thương hiệu mà mình đang xây, chứ không post hình linh tinh, không đăng bài linh tinh, không đăng chuyện xốc xếch lên, nó nếu như mà nó không phù hợp với cái định hướng của mình. Ok, tóm lại kết luận này, 7 bước nha. Bước thứ nhất là xác định bạn là ai, bạn muốn trở thành ai, người như nào trên mạng xã hội, được chưa? Bước thứ hai là mình xác định cái sở trường, sở đoản, chuyên môn và cái mong muốn của mình, đấy, để mình phục vụ được cái bước đó. Bước số ba là mình cần phải làm thương hiệu, có bộ nhận diện thương hiệu cho mình, có logo, có slogan, có phông chữ, có danh thiếp, có tất cả cái hệ sinh thái internet. Bước số tư và bước số bốn, được chưa? Vâng, có đầy đủ các hệ sinh thái, và các hệ sinh thái này phải được update, cập nhật liên tục, thường xuyên, đều đặn. Nếu mình không biết được, mình có thể thuê người làm, thuê nhân viên làm, thuê đội ngũ làm, thuê các công ty khác làm, được chưa? Vấn đề là mình phải trở nên nổi tiếng, bởi vì nổi tiếng bây giờ là có tiền, có thương hiệu là có tiền, có bạn bè là có tiền, có cộng đồng là có tiền, được chưa? Vâng. Bước số 5 là mình sẽ phát triển các mối quan hệ mạng xã hội này liên tục thông qua các chỉ số bạn bè theo dõi trên Facebook, trên YouTube, trên Zalo, tương tác bằng thể hiện cái lượt thích, lượt xem, vân vân, đúng không ạ? Bước số 6 đấy là chúng ta phải phát triển mạnh các nội dung và các bài viết, các hình ảnh, các video, các cái đường link website, các quan điểm, bất kể cái loại nội dung gì, miễn là dạ, tăng được lượt xem, tăng được lượt share, tăng được cái sự hiểu biết của bạn, và mang tính nhất quán định vị thương hiệu. Và bước số 7 đấy là chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ, phản hồi, trao đổi ý kiến đa chiều với khách hàng, đúng không ạ, một cách nhanh chóng để nó lan tỏa. Như vậy đó chính là cách các bạn đang xây dựng thương hiệu cá nhân đấy ạ. Và khi mà các bạn có thương hiệu tốt trên Zalo, trên Facebook, trên YouTube, trên website thì khách hàng sẽ tìm đến bạn, chắc chắn là như vậy. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu như chúng ta có gì đó trò chuyện thì hãy liên hệ với tôi, được chưa? Và một cái nỗ lực rất lớn của tôi dành cho các bạn thấy đấy, tôi quay cái video này toát hết cả mồ hôi. Xin chào và hẹn gặp lại.